Bạch hầu xuất hiện ở Nghệ An và Bắc Giang, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn. Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm xác định kịp thời trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch và điều trị kháng sinh dự phòng cho tất cả người tiếp xúc gần. Theo thông tin từ Hệ thống Giám sát Bệnh Truyền nhiễm, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận bệnh nhân không qua khỏi do bệnh bạch hầu. Bên cạnh đó, một nữ sinh 18 tuổi tại tỉnh Bắc Giang đã dương tính với vi khuẩn bạch hầu do tiếp xúc gần với ca bệnh nêu trên. Chiều ngày 8 tháng 7, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh Nghệ An và Bắc Giang chỉ đạo đơn vị địa phương khẩn trương rà soát trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu. Việc giám sát nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi mắc bệnh tại ổ dịch và tại cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm xác định kịp thời trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, tổ chức điều tra và điều trị kháng sinh dự phòng cho tất cả người tiếp xúc gần theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, các địa phương này cũng cần đảm bảo công tác tiếp nhận, cấp cứu, phân luồng khám, phân tuyến điều trị bệnh nhân. Các cơ sở y tế thiết lập khu vực riêng khám, cách ly điều trị, cấp cứu bệnh nhân, hạn chế thấp nhất trường hợp không qua khỏi. Việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh cần thực hiện nghiêm, hạn chế chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên khi không cần thiết. Cục Y tế Dự phòng cũng yêu cầu rà soát, thống kê trường hợp chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine phòng bệnh bạch hầu. Các địa phương cần tổ chức tiêm bổ sung, tiêm vét, nhất là tại địa bàn có lưu hành bệnh bạch hầu và tỷ lệ tiêm chủng thấp. Tổ chức việc theo dõi sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo. Thường xuyên vệ sinh, thông thoáng lớp học, thông báo kịp thời cho các cơ sở y tế khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để được cách ly, xử lý kịp thời, không để bùng phát ổ dịch. Các địa phương khẩn trương rà soát, đảm bảo công tác hậu cần về vaccine, thuốc kháng sinh điều trị dự phòng, huyết thanh kháng độc tố, hóa chất để triển khai các nhiệm vụ chống dịch. Trường hợp cần thiết đề xuất nhu cầu huyết thanh kháng độc tố bạch hầu gửi Bộ Y tế để thực hiện phân bổ, quản lý và sử dụng theo quy định. Cục Y tế Dự phòng cũng đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.